Hi, chào anh em báo chị nước, mình từ lũ chị Tám. Giúp quý cô chị và bạn trong video bán là server rất mới, server số 103. Thời điểm hiện tại thì server mới nhất là server 104. Nó ra mắt được cách đây khoảng độ tầm 1 tháng rồi các bạn ạ. Thì server 103 này diễn ra vào khoảng 2 tháng. Rất nhiều người chơi ở trên trang fanpage đã nhắn với nhà fan là rất mong muốn ra mắt server 105. Cực kỳ nhiều người luôn các bạn ạ. Hơn 1 tháng rồi mà. Và quan trọng game hiện nay đang quá hay. Có điều thì ngoại trừ phương án lập game mới thì các bạn luôn luôn có một phương án khác nữa, đó là mua lại ảp cũ từ những người chơi ở cái server mà người ta đã nạp lên cao một đội hình chơi rồi nhá, thì các bạn sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian và đặc biệt là tiền bạc các bạn ạ. Hàng này hiện nay nạp lên đến 4.000 kim cương điểm VIP ấy, và gần 5.000 kim cương rồi. Hiện tại đang ở mức độ VIP 6, tổng lượng tiền mà bạn ý dồn vào đây nó rơi vào khoảng độ hơn 2 triệu rồi. Nó rơi vào khoảng độ tầm gần đến 2 triệu rưỡi à. Khoảng ấy chứ nhá, khoảng 2 triệu. Đấy chứ mình ước chừng nhá. Có điều thì chắc bạn ấy sẽ phải bán lỗ một tí đấy. Dù là bạn ấy chơi không hề tồi đâu. Thực lực hiện nay đang tồi, tốt lực chiến hiện nay đang hạng 16, còn tốt đấu trường thì kinh khủng khiếp hơn khá nhiều khi mà chắc chân trong khu vực hạng 4 lận các bạn ạ. So với các người chơi khác thì mình nghĩ rằng hơn nửa điểm đó là có Saiki, có Ainis ở trạng thái 6 sao. Còn những người chơi khác thì thường là ở trạng thái 5 sao. Mấy ông ở bên dưới đi nhỉ? Thì xem bên trên thì còn một điểm nữa là có lẽ rằng ạc đã có thêm Mai và Semiloi, cả Athena nữa. Đây là bộ ba con hỗ trợ phải nói là siêu tốt về mặt phòng thủ các bạn ạ. Mai hồi máu, Athena hồi máu, còn Semiloi thì thiên về hiệu ứng. Đặc biệt Semiloi ở đây có luôn hồi vũ khí. Điểm mà khiến cho ạc này không lên được cái mốc trên 2 triệu dù rằng ạc đang chơi rất đúng hướng và tốc độ trưởng rất là cao vì ạc hiện nay không còn kim cương để quay full mèo. Nếu như mà các bạn mua ạc mà không nạp thì chắc chắn là sẽ bị mất bốc mèo cuối. Có điều có một cái rất là hay là các bạn hoàn toàn có thể nạp được gói state 3 này nhé. Gói state 3 này 30 đô và các bạn sẽ nhận được tối đa là lên tới 10 kim cương với điều kiện là mở hết mấy cái mốc bên bằng sau ấy nữa. Mình nghĩ trong khoảng độ 1 tuần nữa là sẽ mở thôi. Đấy thì các bạn sẽ có thêm 10.000 và chỉ thiếu 10.000 nữa thì nạp thêm một vài 4.500 cương nữa. Đấy thế thì nó sẽ lại là một cực kỳ hoàn chỉnh và không hề có lỗi làm gì cả. Còn hiện tại thì mình vừa show với các bạn rồi, ngoại trừ Semiloi và Athena thì chỉ có hồn vũ khí ra, còn lại không có hồn vũ khí. Có điều ở server mới thì mình nghĩ rằng tốt nhất là không lên có hồn vũ khí. Bạn nào mua thì mình khuyên là không lên mua. Tức là không mua là đúng các bạn ạ, chứ không phải mua là tốt đâu. Vì sao lại như vậy? Các bạn cần hồn vũ khí để gia tăng sức mạnh và quan trọng nhất là điều kiện nâng cấp lên lục môn cho võ sĩ các bạn ạ. Hiện tại thì có thể nâng lên lục môn nhưng mình thấy rằng nguyên liệu của nó ngoại trừ hồn vũ khí ra còn cả mảnh vạn năng nữa và cái giá phải trả cho nó là quá đắt, trong khi niên hạn sử dụng của bọn này theo mình đánh giá là không quá lâu dài. Thay vào đó, thay vào việc dồn đồ đến tỉnh vũ khí và nâng cấp lên lục môn thì mình khuyên các bạn là nên tích lũy kim cương, chơi thêm một số đồ bao gồm luôn phím chip 1-5 tinh tú, phòng thí nghiệm kỹ thuật NES vân vân và phòng thí nghiệm hạt nhân. Có rất nhiều các chế độ yêu cầu chúng ta phải tích trữ một lượng kim cương để khi nó ra mắt thì các bạn còn chơi. Mình lấy đơn cử như viên rune hiện nay vẫn đang bán vào khoảng hơn 6.000 kim cương cho một viên rune, một viên rune đỏ các bạn ạ. Nếu như bạn không tích lũy thì hỏi đến bao giờ mới full rune được, đúng không? Trong này cũng chưa có rune. Ok, tất nhiên mình nói chuyện đấy cũng khá là sớm vì hiện nay còn khoảng độ 11 cấp nữa thì mới mở rune. Đấy, có điều thì nếu như các bạn không có sự chuẩn bị ấy, thì đến lúc ý sẽ hơi mệt đấy. Còn nhìn chung ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá bạn đang chơi rất là tốt rồi và gần như không có lỗi làm gì cả. Các nguyên liệu trong thứ đồ cũng không còn quá nhiều bao gồm cả mảnh vạn năng vì bạn ấy cũng đã úp đúng vị trí rồi. Cái top 4 đấu trường nó thể hiện điều đấy. Cho nên đừng có bạn nào mà chê nhá. Mình nghĩ là bạn ấy chơi như này là rất là tốt rồi. Với hạng 4 ngày thì mỗi ngày phải nhận được tầm khoảng 300 kim cương, hơn 300 kim cương đấy. Đó là một con số rất là lớn. Còn đánh lên trên thì hơi khó nhá, không thắng ở đâu. Mình hơi gọi là nghi ngờ, không hiểu sao bạn Link bạn ấy có cái chỉ số lực chiến cao hơn Feta rất nhiều. Đặc biệt bạn ấy cũng có Anis mà bạn ấy không thắng được Feta. Phải chăng là các võ sĩ của bạn ấy chỉ được cái to xác chứ sự phối hợp là chưa có chăng? Ở Feta thì có những cái con võ sĩ theo mình đánh giá rất là mới, đó là Semiloi, đó là Mai. Còn đối phương lại là dùng thằng Rock
lại dùng Elizabeth. Đấy, Dulon giống nhau không nói nhá, Athena giống nhau không nói nhá. Đấy thì mình thấy rằng cái điểm khác biệt có lẽ là nó nằm ở đấy. Để các bạn nhận thấy rằng một con võ sĩ cũ ấy, dù các bạn có nâng cho nó lực chiến cao như thế nào chăng nữa, đấy, thì các bạn cũng không đọ lại được những cái võ sĩ mạnh mà nó mới đâu. Ngay cả ở thời điểm chưa nâng cấp lục môn, nó đã thể hiện khá rõ điều đấy rồi các bạn này. Đấy, Mai có thể chưa làm sao, chưa hổ khí đấy, nhưng mà vượt ăn đứt được con Elizabeth đằng trước của đối phương luôn. Nó ăn đứt ở cả việc hỗ trợ cho đồng minh và bản thân cái sự sống sót tồn tại của nó cũng đều tốt hơn. Thế thì các bạn bảo bây giờ lưng con Elizabeth có lưng nữa, lưng châu nhiều lần hơn nữa cũng không thể nào thắng được con Mai các bạn ạ, nó khác nhau nhiều quá. Đấy là những cái hết sức cơ bản. Tương tự như vậy đối với vị trí Rock và vị trí Semi Lôi, mình kể cả Semi Lôi không hụt khí luôn, sức chống chịu và sự hỗ trợ của nó với team nó luôn luôn vượt trội hơn so với con Rock các bạn ạ. Đấy, chi tiết bộ kỹ năng là như nào thì các bạn vào phần mô tả video của mình có cái bản dịch đấy. Đấy, chứ con Rock thật sự đã không có sát thương, hiệu ứng lại gần như không đáng kể gì cả. Cái hồi máu của nó thì thật sự không bằng được so với Mai và Athena. Đấy, cái khả năng chống chịu của nó cũng thế, không được tốt, cho nên là nó sẽ nói chung là không có cửa để so sánh. Bất chấp là họ lực chiến to nhá. Đây là một kinh nghiệm xương máu cho các anh em nào chơi server mới và cả server cũ nữa. Lực chiến võ sĩ nó chỉ là một phần quyết định trận kết cục trận đấu, còn chất tướng đồ nó theo kèm sẽ là những vấn đề quan trọng hơn. Nếu như các bạn không quan tâm đến nó thì chắc chắn các bạn sẽ không thể nào bước chân được vào cái đấu trường đỉnh cao của Quyền Vương 98 đâu. Rồi, đốc đỏ đấm rồi khá thấm đấy. Nguyên nhân nó lực chiến nó vượt trội đấy, chứ lực chiến ngang bằng thì không có gì xảy ra đâu. Nhưng các bạn thấy rằng không ảnh hưởng gì lắm đến đội hình, gần như toàn bộ phe ta không mất đi một cái lượng máu nào, đặc biệt sau khi mà không được kỹ thì nó hồi gần như đầy bình luôn. Đấy, các bạn thấy. Ok, cũng phải nói thêm rằng ở thời điểm hiện tại thì Psyche, Ainis sẽ là vị trí sát thương tốt hơn cả. Đấy, Diamond thì hiếm người có và lưng cao mà, nên là Ainis sẽ là con trâu nhất. Hội còn lại thì toàn hỗ trợ cho Ainis, trong khi đối phương thì họ có sự hỗ trợ yếu hơn. Vị trí Teriko cũng là một vị trí khá hay, nhưng mà một cái nhén đâu thể làm nên mùa xuân. Một con giảm tỷ lệ hồi máu, bên phe ta có tới 2-3 con búp máu, một con làm sao mà gọi là đấu chọi lại được. Rồi, một chiến thắng là quá rõ rệt rồi. Đối phương các bạn nhìn thấy không có bất kỳ một phương án nào để có thể đánh bại được các võ sĩ bên phe ta. Ok, VIP 6 mà hạng 4 khá ghê gớm. Như mình nói, Ác phạm đúng một cái lỗi chê trách. Cố vào bể bắt lá tìm sâu thì mình đã tìm được con sâu, đó là chưa phun mèo. Và không, rất khó để phun mèo nếu như không nạp thêm. Mỗi thế thôi chứ theo mình là Ác chơi cực kỳ tốt rồi. Toàn bộ thông tin mình đã check xong. Các bạn mua hoặc liên hệ với mình theo số điện thoại hoặc là link Facebook bên dưới phần mô tả video. Dạng bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,5 triệu. Thôi mình nút bỏ qua nhé. Đối phương chẳng có bài nào để đánh thắng được cả. Bài chỉ cần một lượt nào đấy Ainis không bị dính hiệu ứng. Và cứ thế cái chuỗi combo nó xảy ra liên tục. Đội bạn sẽ không thể nào còn người được. Thế mình xin bỏ qua cho nhanh nhé. Ở máu thua huề à? Cái trận này đánh lại huề không giết nổi thằng Ainis à? Cay ấy. Vô lý vai. Thật trận này mình không thể tin nổi. Mau huề thằng Phi ở Van Trôn tao. Mình nghĩ quả đấy là hai bên đánh nhau đến lượt cuối cùng mà không dứt điểm được. Ainis đối phương cũng là một con trâu mà. Họ thậm chí con trâu hơn Ainis bên mình. Có giới hạn sát thương nên là chắc là không đánh được nó. Sợ của một mình nó không giết được ấy. Vì bên phe ta chưa có một con sát thương số 2 các bạn ạ. Toàn là hỗ trợ thôi. Thế nên là bạn nào mới mua ạc thì mình tất nhiên sẽ đề xuất các bạn kiếm một vị trí thiên hướng tấn công trong tương lai. Theo mình là thay Dulon hoặc cả Makaki. Còn tương lai xa hơn các bạn thay cả hai rồi. Đấy thì các bạn sẽ có thêm một con nó cáng đáng khả năng tấn công cho team. Chứ để con hạt nhân mà nó đóng hết các vai trò nó sẽ diễn ra như vừa lấy các bạn ạ. Bắt nạt là bọn trẻ con thôi, những con to to là không đánh nhiều. Ok, thôi hạng 4 hoặc hạng 5 nhá, hạng 4 ấy.
Bóc sao mình cầm mà thua như trẻ tre. Bạn Vi Hin này hàng qua nhé, Hồ Thổ Ta Mèo và Tony Ngô là những người mà bên phe ta có thể thắng được đây. Quẩy này. Đúng không? Đấy. Bạn nào mua hàng lên hệ mình, xem số điện thoại thì phía bên dưới phần mô tả video nha.